Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SPTN, lúc 5 giờ chiều ngày 17 tháng 10 năm 2014, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali đã tổ chức một buổi xuống đường ủng hộ tuổi trẻ Hồng Kông trước City Hall thành phố San Jose. Thưa quý vị, Nghe Lữ đang có mặt ở trước City Hall của thành phố San Jose. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2014. Dạ, con đến đây để mà ủng hộ cho tuổi trẻ ở Hồng Kông, và con muốn nói lên là con muốn ủng hộ cho tuổi trẻ, và con muốn những người Việt Nam chúng ta, tuổi trẻ tuổi con cũng có thể được giúp như là tuổi trẻ Hồng Kông vậy. Có nghĩa là tuổi trẻ Việt Nam cũng như tuổi trẻ Hồng Kông hãy nên nói tự do của mình. Dạ. Vâng, nếu nói một điều gì đó với tuổi trẻ trong nước thì con sẽ nói điều gì? Con sẽ nói là tuổi trẻ tụi mình hãy cố gắng để mà giống như tuổi trẻ Hồng Kông đã nói lên tự muốn là được freedom. Sau khi được khai mạc, chào cử. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Với những cái khổ nhọc mà các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh ở bên Hồng Kông đang gánh chịu. We are here today to support and stand in solidarity with the umbrella revolution in Hong Kong. We recognize their struggle for democracy. Chúng ta cũng biết rằng tự do phải có cái giá phải trả, và cái democracy, cái nền dân chủ cũng phải có cái giá chúng ta phải trả. Cho nên cái sự tranh đấu cho nền dân chủ của Hồng Kông là một cái sự tranh đấu chính đáng. We look for the youth as the landing rock for freedom. We should follow what the people want. And what I love, and I've been living here now for over 36 years, what I love about the Vietnamese community, I have not met a community that values freedom and democracy more than the Vietnamese community. That's right! Now it's a particular honor for me to be here today, because we stand in solidarity not only for Hong Kong and its people. In the end, my dad went to jail, communist camp, for 9 years, and my grandpa for 6 years, for freedom. They came here to the United States in the search for rights, freedom. And as a student growing up in here, I'm very blessed to be able to take for granted and have these rights. Buổi xuống đường của cộng đồng người Việt quốc gia không tập hợp được đông đảo người tham dự, nhưng nội dung các phát biểu với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ là động lực thúc đẩy tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại quan tâm nhiều hơn về dân chủ dân quyền đang được có tại Hoa Kỳ và chưa có được tại Việt Nam. Jonathan, con là 12 tuổi và con muốn tự do cho Hồng Kông và Việt Nam. Nghe Lữ, tường trình từ San Jose.